qua hậu đăng thu thảo hiện ra trong một gia đình dân gian ở Bạc Đại Liêu. Cô đăng quang khi mới 21 tuổi và bị bổ dây bởi nhiều tin đồn về chuyện học vấn. Thu Thảo có xuất phát điểm khá thấp so với nhiều người đẹp trong buôn bản giải trí nhưng lại chiếm hữu bạn dạng lĩnh và sự cần mẫn hơn người. Hoa hậu Thu Thảo cùng chồng trong ngày cưới. Những năm sau khi đăng quang thay vì chạy số kiếm tiền hay tạo can đăng để lăng xê hình ảnh thì đặng Thu Thảo cần mẫn đi học bị công chúng chê bằng cấp thì đặng thu thảo cố bồi đắp và thay đổi bằng nỗ lực của mình. Cuối cùng, nhiều năm theo đuổi con đường học vấn, hiện tại cô có bằng thạc sĩ. Song song với việc học, nhờ việc giữ gìn hình ảnh nên nhiều yêu quý hiệu uy tín đã tìm đến cô. Việc làm khuôn mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn đã mang lại thu nhập lớn cho người đẹp gốc miền Tây này. Ngoài công việc này, Thu Thảo còn đi dự nhiều em dân với các xây cũng từ một cô gái miền Tây nhà nghèo, Hoa hậu Việt Nam đã có tiền mua nhà đưa bố mẹ về sống cùng. Cuộc sống của Đặng Thu Thảo tốt lên và khẳng định được bạn dạng thân nhiều hơn. Việc giữ gìn hình ảnh, tinh thần cầu thị và chủ quyền trong quảng hốt tế, hơn hết là kính trong tình yêu đã giúp Thu Thảo có được cuộc sống an yên hạnh phúc. Từ khi yêu bạn trai con nhà giàu, cô đã được sánh bước bên gia đình anh. Trong ngày hạnh phúc vào tháng 10 năm 2017, bà Thanh Thủy doanh nhân của một tập đoàn lớn ôm chặt con dâu Hoa hậu trong sự xúc động của hai họ. Mẹ chồng ôm chặt Thu Thảo trong ngày cưới. Khi về nhà chồng, Thu Thảo cũng được mẹ chồng dồ cặp yêu yêu quý. Mới đây Thu Thảo khoa hình ảnh mẹ chồng và con gái cùng đi chơi khiến dân mạng xôn xao. Khoảnh khắc bình dị dẫn cháu đi chơi của bà Thủy khiến nhiều người tin rằng chuyện mẹ chồng con dâu nhà Thu Thảo khá thuận hòa. cũng như Thu Thảo, ca sĩ Đông Nhi là mỹ nhân dịp tiếp theo bước chân vào gia đình đại gia. Cô gái này cũng xuất thân bình dị nhưng lại thuyết phục được mẹ chồng bởi sự nỗ lực trong cuộc sống. Trái với nhiều người đẹp chỉ chiến hữu nhan sắc, sống dựa vào bạn trai thì Đông Nhi được xem là cô gái mạnh khỏe tự thân lập nghiệp. Suốt 10 năm hẹn hò cùng bạn trai đại gia, Đông Nhi khiến cho nhiều người ngỡ ngàng bởi cô luôn tự mình nỗ lực. Dù bắt gặp phải nhiều thất bại trong cuộc sống nhưng Đông Nhi vẫn vượt qua tất cả để có được thành công như ngày hôm nay. Đông Nhi và ông Cao Thắng Hiện tại, tên tuổi của nữ ca sĩ tuổi thì vẫn luôn được giới trẻ yêu yêu quý. Nhờ vậy, cô chiếm được sâu diễn lẫn làm đại diện cho nhiều yêu quý hiệu dành cho giới trẻ. Đông Nhi kiếm được ra tiền, chủ quyền trong mọi việc mà không cần phải dựa vào quảng hốt tế của bạn trai. Chính tài năng, sự chỉnh chủ về hình ảnh, tinh thần cầu thị dược khó của Đông Nhi đã khiến cho gia đình ông Cao Thắng cảm thấy tự hào. Những năm gần đây, dù chưa là con dâu nhưng bố mẹ ông Cao Thắng vẫn luôn coi Đông Nhi là thành viên của gia đình. Mọi sự khiếu nại lễ tết hay các chuyến đi chơi của gia đình nam ca sĩ đều không thể dắn tanh mặt Đông Nhi. Khoảnh khắc vui tươi của Đông Nhi và mẹ em gái chồng Tháng 11 tới sau 10 năm yêu nhau, Đông Nhi và ông Cao Thắng sẽ có một đám cưới. Họ được gia đình hai bên chúc phúc và phan ủng hộ nhiệt tình cô gái may mắn nữa đó là Đàm Thu Trang, phải nói cô là người thích hợp và đúng lúc với Cường Đô La. Điều đáng nói là Đàm Thu Trang khá được lòng mẹ chồng là doanh nhân Dư Loan. Cường Đô La trải qua rất nhiều mối tình với các chân dài đình đám nhưng chưa ai lọt vào mắt xanh bà Dư Loan. Cuối cùng Đàm Thu Trang là cô gái showbiz được lòng mẹ chồng và được cưới gả trọn vẹn. Trong đám cưới diễn ra vào tháng 7 vừa qua, Đàm Thu Trang được mẹ chồng về tận xứ lạng để đón dâu. tại sự khiếu nại xúc động này bà dư loan còn nhắn nhủ hai con khi đã ràng buộc thì hãy yêu yêu quý và bảo vệ nhau suốt đời đàm thu trang và cường đô la mối quan hệ giữa đàm thu trang và mẹ chồng phú quý khiến người ta ngỡ ngàng gì khác xa với đồn thổi mỹ nhân xứ lạng coi mẹ chồng như người mẹ thứ hai còn bà loan thì hạnh phúc có cô con dâu ngoan bà dư loan về tận lạng sơn đón đàm thu trang đàm thu trang được mẹ chồng yêu yêu quý ngoài lối sống kín ít điều tiến ra thì cô cũng là một doanh nhân mắt tay trước khi cưới cường đô la đàm thu trang đã có sự nghiệp hoàn trắng và quản hốt tế chủ quyền đây là lợi thế giúp cô hơn hẳn những người đẹp khác trong mắt mẹ chồng